Tài xế điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 29C-36832 đang lưu thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thì bị lực lượng cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra theo kế hoạch tổng kiểm soát. Kiểm tra nồng độ cồn, máy báo 0,783mg/lít khí thở, tức là cao gấp nhiều lần mức nồng độ cồn tối đa. Đội tuần tra kiểm soát cao tốc số 2 Cục Cảnh sát Giao thông đã tiến hành lập biên bản, xử lý phạt tiền lên đến 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe gần 2 năm, tạm giữ phương tiện 7 ngày theo quy định của Nghị định 100. Còn đây là đối tượng Nguyễn Văn Toàn, vừa bị đội Cảnh sát Giao thông số 9 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội phát hiện bắt giữ khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy khi tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 32. Ngay sau đó, lực lượng đã lập biên bản bàn giao đối tượng và tăng vật có liên quan đến Công an huyện Đan Phượng để phối hợp điều tra mở rộng. Trong đợt tổng kiểm soát các phương tiện tham gia giao thông lần này, thì Viện Khoa học Hình sự phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông sẽ kiểm tra các lái xe có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Thì trong đợt kiểm tra lần trước, chúng tôi đã phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông đã phát hiện được khoảng 20 trường hợp sử dụng ma túy, lái xe sử dụng ma túy. Tôi cũng khuyến cáo với người dân khi tham gia giao thông chấp hành nghiêm. Thứ nhất là không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện và chất kích thích như ma túy, và chấp hành luật giao thông đường bộ trên tất cả các cung đường tham gia giao thông. Để duy trì ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát các phương tiện trên toàn quốc, tập trung kiểm soát, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như sử dụng ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ. Thời gian tổng kiểm soát kéo dài từ nay cho đến hết ngày 14 tháng 6.